cô tí xách đồ ra cho ấy. Rồi cô với anh mang cái giấy căn cước với lại cái bảo hiểm. À, rồi đi 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 thôi con. Đây có một khâu chụp đứng. Chụp ngay khớp háng thì phải cả nhà. Ồ, xài luôn cả cái khớp, cái khúc này đâm sẵn vào tủy xương luôn này cả nhà. Đó là bên bên trái đã thay khớp nhân tạo rồi nha. Bên đây thì cả nhà nhìn thấy không? Nói chung là nứt nhơ nứt nhất tùm lum tà la đây cả nhà, người ta cũng chả hiểu được. Này phải đưa đến xuống bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích nhận định. Thấy em dự đoán kết quả tiền y chang 100% không? À, bác sĩ nói sao? Anh nói cho cả nhà nghe. Thì nói là cũng khoảng tới 30-40 đúng không? Ờ, là bác sĩ nói như vậy đó. Thấy chưa? Em không làm bác sĩ mà em đoán phát trúng y chang chưa? Chuột đi mổ mày có mừng không chị? Trời, nó trông chờ cái tháng 2 luôn á, nó không biết có được mổ không đó. Mà hồi nãy nghe mẹ nó, má nó nói là mấy có người nào đến chút chở đi mổ mừng chết, mừng giùm cho nó đó. Mừng rồi hả chị? Mừng chết. Chứ thấy nó ngồi là cấm nó nghỉ bán cái tháng 2 rồi mà đâu có tiền mổ. Đứng gần ở đây giống chị nói không nghe không biết. Là chị ở giải trọ trong đó luôn hả chị? Sát tới bên đó đó. À, là bữa em có hỏi chị mà đúng không? Ủa là em á hả? Em chứ ai? À, đúng rồi, chứ từ lúc em đi chợ mẹ nó trông chờ nó quá. Trông chờ không biết có được người ta giúp hay không. Trông chờ cái tháng này, như cái tháng rồi đúng không? Thế xong hồi nãy mới vừa ra em phải... Em nghĩ là sẽ không nhận được. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng có cái điều may mắn nó diễn ra. Khi có mạnh thường quân họ cũng hỗ trợ cho cái số tiền là được. Em nghĩ là ổn. Thôi thì cảm ơn thay mặt nó cảm ơn nha, đợt từ thiện nha. Dạ rồi. Dạ, rồi. Cảm ơn. Dạ, rồi. 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 Hy vọng phép màu thần chi sẽ đến với lại chị Thạch. Có sự hậu thuẫn của chị Phương rồi thì cũng vui. Nói chung là khi mà giải quyết xong được tất cả cái công việc thì cảm thấy vui. Nhưng mà còn trước mắt là cái trường hợp của anh Chuột thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ quyết định đưa anh ấy lên trên xe chúng ta và chạy xuống bệnh viện Thái B để cho bệnh viện Thái B thăm khám trong chiều nay. Rồi họ sẽ kết quả như thế nào thì họ sẽ lên kế hoạch. Nếu như mà ổn mà phẫu thuật thay khớp háng cho anh ấy được thì sẽ giải quyết luôn nha cả nhà. Số tiền là được đã nhận được từ bên phía chị cây bút chì cũng như là bên phía chị Linh Đào cũng như là bên phía anh Hai và bên phía anh Quang Lê thì cũng đã tạm thời ổn định. Và cả nhà vừa thấy là cái chị hàng xóm chị ra chị rất là vui mừng khi mà có được cái thông tin là bên phía anh Chuột sẽ được Lục Tàng đưa đi. Và cảm ơn đoàn từ thiện, như vậy Lục Tàng cũng khá là vui. Rồi chờ nãy giờ có lâu không? Có hồi hộp không? Hồi hộp không bà? Hồi hộp. Hồi hộp sợ Lục Tàng trốn mất hả? Hồi hộp gì mà hồi hộp? Sợ Lục Tàng trốn mất cái gì mà chuẩn bị đồ đạc lâu rồi mà không thấy Lục Tàng quay lại đúng không? À. Anh Chuột đâu rồi, thầy Sinh hả? Sinh ở trên. Ăn uống buổi trưa chưa? Có tí ăn chưa? Chưa. Ăn bà đi anh ăn cơm đi. Tụi con vừa mới quay thì bên kia cũng cho cái bà kia ừ. Bà cũng nằm liệt đó rồi cũng nhờ trợ giúp cho nên là nó hơi lâu. Nhìn sợ là bên đây chờ đợi lâu rồi. Có gì đâu. Là vui lắm rồi đó. Mừng luôn luôn á. Mừng luôn luôn. Nói chung là cũng cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và hỗ trợ cho gia đình mình ha. Bây giờ là đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng hết ở đây là đi bệnh viện đây cả nhà.
chén bát này kia, mang cả cơm đi luôn hả? Còn cơm đem theo không khỏi đem theo chiều khỏi mua ha. Rồi anh đang là một ba lô, một túi sách. Cô Tí màn mùng mền á. Cô Tí ở nhà cố gắng lên nha con. Có còn tiền không? Còn tiền ăn không? Còn bao nhiêu? 200 mấy hả? Rồi tí nữa đưa ra kia là chú đưa cho một ít ở nhà ăn nha. Ở nhà lấy tiền ăn chứ đừng có sợ ma nha. Không sợ. Bây giờ mình sợ ma thì làm sao mình sống? À, rồi lên đồ đẹp ra để tối nay đi bắt khoai được rồi cả nhà. Đi khoai nó sẵn rồi. Cô khoai nó tiêu rồi. Khoai lại hư nữa mình ăn. Khoai bây giờ mới 43 tuổi mà khoai hư rồi. Đem cục sạc cục xếp đồ đi, điện thoại đem gối đem chăn đồ đi. Anh có điện thoại cảm ứng không? Không. Ô trời, không có điện thoại của bác cũng hư rồi. Vậy mình đi mình đâu có đem thuốc mang theo hả chú? Có mang theo mà uống. Bà mang theo bà uống cho con. Mang theo phải không? Bà nhớ uống cho con nha, không có sợ dịch. Cứ uống đi cho con. Mình vô đó rồi. Vô đó nghỉ ngơi đâu mà lo gì? Đúng không? Sợ đi bán số rồi. Không có dịch rồi thì cứ về uống đi, sợ gì nữa đâu, uống cho nó tiêu tan đi, biết đâu chín ngày gặp con là cả mẹ cả con khỏe luôn thì sao. Đó sự thật mà. Ồ chị Thạch đi đó uống có mấy ngày chân đá được rồi cả nhà, đá được người tàn đá bóng, mai mốt mua bóng thì đá luôn. Ờ cho ông này qua đá bóng cả Thạch. Sao con ăn đúng rồi đó. Đây cả nhà. Chính này là bà Thạch bà đi được thì bỏ ông Dũng thay trai thùng rác đi cho về ở với ông này luôn đi cho rồi đi cả nhà. Nhưng mà con chim đã ngừng hót rồi thì làm sao mà làm gì được. Nói chung là không ổn, không ăn thua. Thôi được rồi, để cứu cái chân khi đã còn cái chân giữa từ từ tính nha cả nhà. Đó, người ta ăn đi đó. Có cô Tí xách đồ ra cho ấy. Anh đi được, nhưng mà chân của anh nó bị khó đi lắm cả nhà. Đau. Đi là lặng lặng. Chân bên trái thì khai khớp rồi. Đi đây nhất mà. Còn cái chân phải á, là khớp nó đang bị hoại tử á. Ừ. Nó rút teo lại luôn. Cái cửa này con, cái cửa. Có ý nên ta móc cửa đi. Được chưa? Xong chưa? Đi chưa? Đi. Rồi đi cả nhà đi ra xe với được càng nha. Rồi may quá cái xe bữa nay nó nổ nha cả nhà. Tưởng đâu nó không nổ được. Cái này là hy vọng là được cái đề của nó bán cái số. Ra mở xe sắp xếp được quay cho. Được thằng sẽ cầm máy một chút xíu cho vợ nó giải quyết cái chỗ ngồi. Đó, đi đến cái kênh của Lực Tàn là cứ lặc như vậy là sau đó là sẽ đi thẳng nha cả nhà, cứ yên tâm nha. Cũng cầu mong trời Phật phù hộ để chuyến này đi được thành công tốt đẹp. Rồi. Anh với bà lên ngồi sau đó đi, lên xe đó đi. Đồ để đằng sau. Đúng rồi, sẽ đi đi bát. Rồi. Bước lên còn khó đó cả nhà. Lấy trong cái giỏ đồ này đưa cho cô Tí này lấy 200 đi. Lấy cho cô Tí 200 nha cả nhà. Nè, chú đưa cho 200 thì nhớ là đi bán rồi tiết kiệm tiền lại rồi mà ăn để mà tiền để cứu cha nha. Dạ. Chứ không có tiền cho nhiều mai mốt đói thì chạy ra cô hàng xóm này mua bánh mì ăn đỡ đi nha. Đừng có sợ ma nha. Dạ. Rồi ok. Dạ.
Rồi thì bây giờ mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị, chúng ta sẽ có một cái hành trình đi xuống bệnh viện 7B của Đồng Nai nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Cả nhà nhấn like cho Lực Tàng đi để Lực Tàng sẽ tiếp tục truyền tải những thông tin tiếp theo cho quý ông bà cô chú anh chị nắm bắt. Đây cũng là cái cảm giác mà lâu lắm rồi mà Lực Tàng mới cảm nhận được quý ông bà cô chú anh chị khi mà chở cái hoàn cảnh ở trên xe của mình. Thì nói chung là chở liên tục, chở những ca ung thư nè, rồi chở những cái bệnh nhân nặng. Còn ngày hôm nay thì quay lại với cái hành trình là chở cái bệnh nhân mà đi chữa cái khớp chân, khớp háng, khớp tay, gãy tay gãy chân đó cả nhà. Thì trước đó là Lực Tàng làm rất là nhiều và xe này chở rất là nhiều người bệnh. Có những người mà Lực Tàng còn phải ôm vác bằng chính đôi tay của Lực Tàng lên tại họ đi không nổi. Nhưng ngày hôm nay thì anh chuột ở đây là anh vẫn lặn đi được, cho nên Lực Tàng cũng không phải cần đến cái mức độ phải là ôm vác hay gì cả. Thì chắc chắn là khi đến với Lực Tàng rồi thì mọi vấn đề nó sẽ được diễn ra nó tốt đẹp nha cả nhà. Ngồi được lên trên xe của Lực Tàng và trên đường đi xuống bệnh viện, đó là một cái ước mong rất là lớn đến với những cái bệnh nhân, mà đặc biệt là những cái ca xương khớp nha cả nhà nha. Đó. Thì chắc có lẽ cảm giác của anh chuột sẽ rất là vui. Anh chuột cảm giác như thế nào thì có thể chia sẻ để cho cộng đồng nắm bắt đi anh chuột. Rất vui lắm à. Được hỗ trợ mẫu chừng này vui mừng lắm. Chờ đợi trong bao nhiêu lâu rồi? Thì cũng lâu rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi ha. Mà em nghĩ không ai vui hơn là chính người mẹ của anh bên cạnh đó. Là cưu mang rồi này kia anh rồi lo lắng rồi. Cái nỗi đau của anh nó đau thân xác, nhưng mà bà thì lại đau về tinh thần. Đây là một cái nghĩa cử của những người mẹ dành cho ngày hôm nay, là cái niềm vui nó đến như vậy là bà cũng phải nói đến là vui hồi hộp mà không thể miêu tả được đó cả nhà. Nói tôi rung luôn. Rung luôn ha. Rung luôn. Tay rung luôn. À, mình không lời lẽ gì để nói nhiều á, chỉ có mà đau khổ trong lòng vậy rồi khóc rồi vậy. Thì cũng mong là cả nhà thông cảm, tại vì người dân thôn quê thì họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc với lại xã hội cộng đồng nhiều, khi cầm ống kính máy quay thì họ phải trải qua vài ba clip rồi lúc đó thì mới ổn. Mà Lực Tàng đến với nhân vật là Lực Tàng không có chỉ cho nhân vật nói thẳng luôn là không có chỉ cho nhân vật, là tùy theo thế rồi hỏi như thế nào đó, chứ không có dàn dựng. Chứ nhiều người ta đến người ta dàn dựng rồi bắt nhân vật phải khóc than rồi này kia, không có đâu cả nhà. Cái gì nó đến là nó đến, mình cứ thật, duyên đến đâu là hưởng được đến đó. May mắn nó đến là do mình thật, chứ còn mà giả tạo đồ này kia thì trong vòng được chốc lát thôi rồi đó, đến sau này là mình sẽ không có được cái gì tốt đẹp đâu. Nên là cái cách mà Lực Tàng làm nó là như vậy. Nhân vật nói được hay không nói được, cái đó là cái khả năng của nhân vật và cái sự thật thà ở trong cái tính cách của họ. Nhưng mình không có pha trộn thêm. Thì cũng mong là cả nhà thông cảm cho bên phía anh chuột với lại bà ở đây. Còn niềm vui nào mà vui hơn ở đâu cả nhà, vui lắm. Đây thực sự rằng, nhưng mà vẫn đang còn một cái sự hồi hộp là liệu chừng cái kết quả ở trong bệnh viện là họ sẽ kết luận như thế nào. Thì bây giờ chỉ có dùng vào máy móc và dùng vào cái khả năng cái cơ sở của bên phía bác sĩ thì chúng ta mới nắm bắt được. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi xuống bệnh viện 7B rồi mới quay tiếp những cái kết quả như thế nào, được Tàng sẽ giải quyết ra sao nha cả nhà nha. Tình hình bữa nay đi rồi tích góp từng hồi nay được bao nhiêu rồi cô Dung? À, chuột hả? Bữa nay có mang theo tiền mặt đi được bao nhiêu? Có mấy trăm mà. Có mấy trăm. Tại vì thiếu tiền trọ rồi cái 2-3 tháng rồi gom trả. Vậy là từ cái ngày mà anh chuột anh nằm xuống cái là hai bà cháu đi bán như vậy là không có dư được lấy ngàn nào luôn. Tôi lớp thuốc tôi rồi thuốc cha nó rồi đồ ăn đồ uống rồi này nọ không có dư. Vậy là lo lắng là xuống đó là không có tiền để mà mua đồ ăn, cứ hỏi cơm từ thiện nãy giờ đó ha. Cái bệnh viện 7B là nó không có cơm từ thiện mà nó bệnh viện quân đội, nó cũng nhỏ thôi chứ nó không lớn, mà nó chuyên về xương khớp nhiều. Là con bây giờ con chỉ sợ là cái xuống 7B này là anh mà nặng á là sợ liệu chừng có chuyển xuống bệnh viện dưới Sài Gòn hay không. Nếu mà chuyển xuống dưới Sài Gòn là rất là phức tạp luôn. Vừa xa con này rồi xuống đó là quay phim chụp ảnh rồi là rất là khó luôn. Người ta đâu cho.
đúng rồi, nên là khi mà xuống bệnh viện Sài Gòn là không cập nhật được cái gì nữa luôn. Là đợt trước là anh là phải chờ đường hạ là mất 2 tuần đúng không? 2 tuần. Ừ. Lần này chắc đường này nó hạ theo như biết là nó cũng hạ nhiều lắm à. Uống ngãi thôi là hạ đường chắc luôn. Có nhiều người người ta uống ngãi người ta hạ, mà hạ quá thì còn phải tăng lên thì. Ra em còn chưa đưa nước tiểu đường của em cho anh uống nữa đó. Cái chai nước tiểu đường kết hợp với ngải đó cả nhà. Lần Tàng đang bán hai cái mặt hàng đó trên kênh á, ngải chống độc Thiện Tín Bảo và chai nước tiểu đường. Kết hợp hai loại là đảm bảo ok luôn. Chai nước tiểu đường nó cũng hỗ trợ đau nhức xương khớp luôn nha cả nhà. Đó. Và chai nguyên chất của nó đang còn ấy, là mình chỉ cần uống một chai sau đó kết hợp với ngải, cứ vậy duy trì ngải thôi. Rồi hy vọng là chuyến này xuống bệnh viện 7B thì nó không đến mức độ nặng và bên bệnh viện 7B có thể xử lý được, thì lúc đó thì mình sẽ yên tâm hơn, Lực Tàn sẽ yên tâm hơn. Bệnh viện 7B mà chỉ cần là nói ổn ok cho nhập viện là họ sẽ xác định là họ sẽ, ngày hôm nay là ngày cuối tuần thì có lẽ rằng là ngày mai họ sẽ xét nghiệm máu và bắt đầu đưa ra kết quả, thì có khả năng là qua tuần thì họ mới tiến hành để mà nếu ổn là sẽ cho anh phẫu thuật. Thì đó là cái chương trình mà Lực Tàn cũng đã nắm bắt trước, thì bây giờ mình chỉ nói bằng theo cái lý thuyết thôi chứ chưa thể chính xác là theo cái kiểu thực hành. Hy vọng mọi chuyện nó sẽ đẹp, tốt đẹp như cả nhà. Người ta đi chưa có cái ca nào mà không ổn, chỉ trường hợp của thằng Giang đó cả nhà, Giang Hồ đó. Không biết là tình hình của vợ chồng nó ổn hay chưa, đúng không? Chả thích thông báo cho Lực Tàn luôn. Đúng từ ngày Lực Tàn chia tay là đưa lên Chợ Rẫy là mổ xong cái chân đổ bê tông mấy tiết gì đó, đến giờ là Lực Tàn cũng không biết là nó có ổn chưa. Còn trường hợp của Điểu Uyên đó là ổn rồi nha cả nhà. Điểu Uyên là bên phía cô chị là cũng hỗ trợ tiền về, là trợ giúp cho tất cả mọi thứ là cũng gần cả 100 triệu. Là bây giờ là hai vợ chồng là đi làm, vợ đi làm công nhân còn Điểu thì đi lại được rồi, ổn rồi. Nói chung là đang tập tành những bước đi đầu tiên để mai mốt có cuộc sống ổn định. Đây là những cái thông tin rất là vui. Còn bên phía thằng Cảnh á thì cũng đã về dưới quê và chắc yên ổn cho nên là cũng không thấy thông báo với Lực Tàn. Còn cô em á thì bây giờ cũng đang bán vé số từng ngày. Như vậy là tất cả mọi nhân vật Lực Tàn quay đều có một cái kết rất tốt đẹp. Còn con bé Nhi thì vừa rồi đây thì lại con bé anh Khang chuyển đến cái phòng trọ mới thì ổn, không khóc không gì nữa nha cả nhà. Nhưng mà lại có dấu hiệu là uống sữa vô là bị ọc sữa. Thế là lại bố ơi cứu con. Lại cũng phải là chu cấp tiền rồi, mẹ nó đưa đi khám ở ngoài, chắc là các bác sĩ tư họ cũng đưa cho cái uống thuốc vô, chắc không biết nữa. Có lẽ là cũng đã ổn rồi, cho nên là cũng thấy léo Lực Tàn nữa, lại cũng phải chút tiền ra thêm triệu nữa gọi bác hai lại phải tốn tiền cho An Khang nữa cả nhà. Thì bên mẹ đỡ đầu cũng có nói rằng là hỏi cái này cái kia rồi xin số điện thoại của Nhi hay này kia, là nói thật sự ra một câu là Lực Tàn không đưa số điện thoại của ai cho Mạnh Thường Quân được. Lực Tàn có nói lý do rồi, cho nên là mong là những Mạnh Thường Quân là hết sức thông cảm. Tại vì khi mà nhân vật họ đang khổ, họ đang bế tắc, Lực Tàn đang giải quyết mà xin số điện thoại nhân vật là rất là phức tạp. Rồi đến khi nhân vật nó vòi tiền của Mạnh Thường Quân, nó lúc đó là mất lòng cả ba bên luôn cả nhà. Nên là chị cũng hết sức thông cảm, thì có gì chị cứ hỏi em trả lời. Chứ còn mà xin số là em không có đưa đâu. Đó. Cái trường hợp ví dụ như là có thương kiểu gì thì thương, nhưng mà đưa số của nhân vật cho Mạnh Thường Quân là xong rồi đó, sai lầm hoàn toàn luôn cả nhà. Về họ xong, cứu xong rồi bắt đầu là đến sau nó đói nó khổ lại tiếp tục gọi Mạnh Thường Quân nó xin, rồi lúc đó là bắt đầu lại quay lại nói rằng Lực Tàn này đi giúp người không đúng. Như vậy là không được, mình chỉ cứu đúng cái lúc ngặt thôi. Còn những cái nhân vật nào mà Lực Tàn cứu mang, ví dụ như bé anh Khang hay là anh Nhi này á, là lâu dài, thì khi nào ổn rồi cảm thấy được rồi Lực Tàn mới đưa. Cái tính cách của nó không thể sửa trong một vài ngày được cả nhà, mình phải hết sức cẩn thận với lại những cái nhân vật đó. Như trường hợp những người lớn tuổi hay người già đó thì mình dễ rồi, nhưng đem ra cái lứa tuổi thanh niên rất là phức tạp. Nên là mong là cả nhà cũng để Mạnh Thường Quân hết sức thông cảm về cái vấn đề mà sinh số của nhân vật là Lực Tàn không đưa là như vậy nha cả nhà nha. Về đến đây rồi thì cũng đến gần cái địa bàn của Lực Tàn ở rồi đấy cả nhà. Đường bữa nay đi cái lúc này thì nó cũng không có kẹt lắm, chứ đúng lý ra là đi vào cái khung giờ mà giờ cao điểm, mà đường này nó kẹt cứng ngắc luôn đó. Mò được đến cái bệnh viện đó chắc cũng phải vài tiếng đồng hồ.
sao hôm bữa lại là bị nó gạt với số nữa hay gì? Đợt trước thì nó rút 657 tờ, tôi không hay. Tới chừng kiểm số lại đốc số 14 còn mấy tờ tôi mới biết đó, là nó chạy xe đi rồi. Còn cái này thì nó đổi Đại An Giang á, bữa thứ năm Tây Ninh đường 22 tuần à. Rồi nó đổi người đại lý số giả, đại lý trả gì à? Tuần không? Vậy là hôm bữa con dặn là bà không nghe con. Mấy bữa sau rồi bị đó. Mấy bữa sau mới đổi. Trời ơi, con nói rồi đừng có đổi số trúng cho người ta rồi mà không nghe. Tại mình thấy dân ở chỗ gần ở đây nè, gần chỗ tôi đó chứ không phải xa. Rồi mình tính là chắc người ta cũng không có lọc lừa gì đâu. Rồi nó đổi xong rồi nó trốn luôn à? Đổi mất tiêu mà tôi không có nhìn thấy mặt người đổi luôn đó. Trời ơi trời. Sao kỳ á. Con nói không có sai một tí nào, lần nào nói không có sai câu nào đâu cả nhà. Tàng mà nói là chỉ có chính xác 100% thôi, nói ngày trước ngày sau dính luôn. Điện chữ tư tôi đi hết nổi. Bán một ngày được 100 mấy mà cứ lừa 1 triệu mấy vậy thì bà bán làm cái gì? Có giá từng là tôi bị 2 triệu bạc đó. Vậy thì bảo lấy tiền dư ở đâu ra? May mà còn gốc mà còn bán được cái gì. Con nói là đừng có đổi có được cái gì đâu mà đổi. Tại vì ham nó mua với số nhiều đó. Nó mua 36 tờ. Nó đổi 6 tờ số, 7 tờ số nó mua 36 tờ. Nó càng những cái người mà mua nhiều á là càng phải để ý. Những người thấy đàn bà nữa. Rồi bà có bao nhiêu bà đưa hết cho hắn luôn đó mà. Đi bán thì phải ta phải rút ra kinh nghiệm như mà thà như con không dặn là con đã dặn rồi mà vậy mà 1-2 bữa sau là bị dính luôn. Dính rồi, lấy tờ. Dặn mấy ngày sau đó dính rồi. Về tôi nằm chải tay luôn, tôi đi mỗi sáng đêm nó khỏi ngủ luôn. Mới đã dư thứ năm rồi. Thứ năm á, tại An Giang 165 tại trúng số 3 con. Giờ có nói nó ác thì cũng ác rồi, nhà chỉ có là mình phải cẩn thận thôi chứ còn ở đất chặt người đông này thì đâu có thể nào mà nói trước được cái gì đâu. Đâu có biết mình là ai đâu mà nó đâu có biết mình khổ như thế nào đâu. Mà nó có thấy mình khổ thì nó ăn được thì nó cứ ăn thôi chứ. Đâu có tha đâu mà. Ai cũng nói kệ đi, nó lấy cái xui của mình. Cái xui đâu không biết mà mình giờ hiện tại gì mình khổ chết. Tiền không có. Đến bãi B đây là quý ông bà cô chú anh chị ơi. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ chạy khá là phi. Ổn không anh chuột? Đang sống đó, đang thở. Có say xe không cô? Không. Vậy là giỏi ha. Say xe là có giỏi à. Hơi tê cái giò. Bây giờ là để chắc khỏi thì thông báo lên kia. Tàng qua thông báo khi vô đây đăng ký cái giấy tờ làm việc ở đây đi, nó nhanh không hết giờ rồi. Quý bà chú chị 4 giờ thiếu 20 phút. Giờ để Tàng qua báo bên này cái đó. Xuống luôn đi. Rồi cô với anh mang cái giấy căn cước với lại cái bảo hiểm. Rồi đi thôi con. Đồ đạc cứ để đó đi, tí ra nhập, nếu mà nhập viện thì lấy. Được rồi, cứ cầm nó đi. Con khóa xe rồi, đưa vợ con nè. Đang lạc đường đấy cả nhà, không cần phải xe lạc. Đi vô đây đăng ký. Bệnh viện đây cả nhà, lâu lắm rồi không vô bệnh viện này. Vừa vô nói với bác sĩ trong kia. Lực Thằng làm thủ tục đây sẽ nhanh. Lên chụp phim thì nó cũng nhanh thôi cả nhà. Tại chiều nay là, đây nè, 4 giờ thiếu 15 rồi. Và xin được phiếu khám bệnh ở đây cả nhà, vô phòng số 20. Phòng 20 là bác sĩ chuyên khoa. Rồi, đã có phiếu chụp X, đi lên chụp X quang nha cả nhà. Chụp phim. Đấy, vô đây là Tàng biết rồi, Tàng lô nhanh lắm, đẹp đẹp đó nè. Họ sẽ tính tiền cho mình là không có dính bảo hiểm là khi mình đi khám là không, người ta thu tiền nè. Chụp phim là 90 ngàn, lúc nãy 47 ngàn à. Là 137 rồi.
lên đây chụp phim xong là mang xuống cho bác sĩ, là bác sĩ chẩn đoán là nhập viện hay không, là họ cho nhập viện, sau đó ngày mai họ xét nghiệm máu. Cái quan trọng cái khâu chụp phim này cái đã, chụp CT hay X quang gì đây. Cho lên thớt, cho lên thớt để chụp nha cả nhà, chụp. Không. Cởi áo khoác ra, cởi áo khoác ra, cởi áo. Phòng này là tàng vô đây rất là nhiều rồi cả nhà, chụp sạch 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 rồi xong thôi, nhanh thôi. Đây có một khâu chụp đứng, chụp ngay khớp háng thì phải cả nhà. Rồi, đã có kết quả hình ảnh này rồi, quý bác chú anh chị, để lực tàng khui ra coi cái hình ảnh như thế nào các bạn nha, trước khi đưa cho bệnh viện. À. Khui ra coi như thế nào nào. Họ chụp có một phát một thôi cả nhà. À, đây đây đây. Đây cả nhà nhìn thấy không? Cái inox cũ nè, bên chân trái. À, đây, bên chân trái của anh ở đây cả nhà nè, chân này nè. Đó, là cái hình inox này nè, họ thay đây nè. Ôi chà, đang còn hai con vít trên này nữa cả nhà, ba con vít xin. Ồ, xài luôn cả cái khớp, cái khúc này đâm sẵn vào tủy xương luôn này cả nhà. Đó là bên bên trái đã thay khớp nhân tạo rồi nha. Nhà thấy không? Rất rõ ha. Còn bên bên đây, ôi chà, sao mà. Bên đây thì cả nhà nhìn thấy không? Nói chung là nứt nhơ nứt nhớt tùm lum tà la đây cả nhà, lực tàng cũng chả hiểu được. Này phải đưa đến xuống bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích nhận định xem như thế nào. À, để lực tàng chụp một tấm hình. Lần sau mà đi xét nghiệm á, làm gì làm mình cầm phiếu xét nghiệm này nè, mở phim ra chụp hình vô để giữ lại. Nhưng mà bây giờ anh chuột lại không có cả điện thoại cảm ứng là đi thua luôn rồi. Cảm ứng không biết xài mà. Chụp mà có cả cái khóa quần này nè, cái chân 3, chân 4 này hư hết rồi cả nhà. Ồ, trời ơi, hư tan hư tành, hư nhơ hư nhét, hư nhà hư nhạt rồi. Rồi, anh chuột bỏ vô đây đi chị em, để mang xuống bác sĩ chuyên khoa. Dây nịch rồi khóa quần này kia nó in hết vào đó cả nhà. Rồi, đi xuống dưới đây. Ngày chắc chú đi cũng nhiều này. Thì bán vé số mà. Đi nhiều đúng không? Đi càng nhiều thì nó càng tiêu thôi. Đây, đây là cái kết quả của bác sĩ chuyên khoa vừa mới phân tích ra đây cả nhà này. Tóm tắt kết quả lâm sàng X quang thoái hóa tiêu tròm xương đùi phải. Đấy. Thoái hóa tiêu tròm xương đùi phải nha cả nhà. Chẩn đoán ban đầu. Cái này là mới có là chẩn đoán của bác sĩ thôi, bây giờ là làm thủ tục nhập viện. Lên thớt. Thì bác sĩ nói rằng là anh chuột thấy em dự đoán kết quả tiền y chang 100% không? À, bác sĩ nói sao? Anh nói cho cả nhà nghe. Thì nói là cũng khoảng tới ba mấy 40 đúng không? Ờ, là bác sĩ nói như vậy đó. Thấy chưa? Em không làm bác sĩ mà em đoán phát trúng y chang chưa? Giờ ba mấy 40 triệu đó bà. Nè, thấy chưa? Là thiếu nữa là đi bán khoai nha. À. À. Rồi nói chung là bên bệnh viện bãi B mà họ nhập viện được rồi là mình mừng rồi đó cả nhà. Tại vì sợ lực tàng đang sợ nhất là phải chuyển đi bệnh viện khác. Thì nghe bác sĩ chuyên khoa nói thì cái ca này cũng giống như mấy cái ca trước mà lực tàng dẫn xuống đây thôi. Vì bây giờ mình cứ ở đây rồi ngày mai ngày mốt xét nghiệm máu siêu âm gì đó xong là họ sẽ qua tuần họ sẽ tiến hành là họ xử lý. Thì họ nói là ok, ổn, được. Rồi tình hình thủ tục đã xong. Bây giờ vô nhập viện. Để coi phòng bao nhiêu nha. Vô phòng của cụ Cảnh với cụ em ngày xưa đấy mà. Lối bên này cả nhà, quá quen thuộc ở trong đây rồi. Hy vọng là sẽ xét nghiệm máu sẽ không có vấn đề gì, đường của anh ấy ổn định là tiến hành đây cả nhà nha. Sợ nhất là đường này kia thôi. Nhưng mà chắc ổn, tôi toàn thấy ổn. Họ sẽ nói rằng là khi mà phẫu thuật thì không cân bằng đúng không anh?
nó sẽ có biên cao biên thấp thì cái đó mình chấp nhận về đi dấp độ lên ha, đỡ đau là được rồi, còn nó cao nó thấp thì không quan trọng. Trước cái mẫu cái khớp đó nó nhão nhẹt, nó sần sùi ở trong đó rồi bác sĩ nói nó hư hết rồi, cần đâu tan tành rồi. Bây giờ vô đây là mình phải đi đóng tiền tạm ứng nè, tạm ứng bao nhiêu tiền ở đây này nè, để mà xử lý đây nè. Chỉ định là cả nhà chỉ định đóng tạm ứng 2 triệu cho anh Lê Văn Chuột, 2 triệu nha cả nhà, 2 triệu. Rồi bệnh viện họ thu thêm thì họ báo với lực tàng sẽ qua để đóng cho cả nhà nhé. Giờ chứ qua đóng cái này cái đã. Đã thu tiền xong rồi nha cả nhà, 2 triệu. Như vậy là hết 2 triệu 137 ngàn à. 2 triệu 137 ngàn. Họ lấy số điện thoại của lực tàng luôn, họ nói rằng là khi nào mà bệnh viện thu á thì họ sẽ gọi cho lực tàng, tại vì anh Tý với bà đây là không có cái máy cảm ứng cho nên là họ không, lực tàng không biết đóng như nào, lực tàng nhờ luôn bên phía bác sĩ luôn. Mở cửa ra lấy đồ đạc mang vô nhập khoa, xong rồi đó, thủ tục đã hoàn tất. Nằm phòng nào nhớ không cô? Đây nè, căn tin đây nè, ăn uống gì ra đây mua nè. Ra đường đấy cũng có. Mua bình nước thôi, tối không gì đâu. Tí nữa ra mua. Rồi bây giờ quay vào đó đi, con giải quyết một số việc cái nữa rồi. Ấy. Vô đây quên lực tàng làm thủ tục nhanh lắm cả nhà. Lực tàng lấy cái mic nói cho nó rõ. Lâu không vô mà bệnh viện 7B họ đang sửa lại đây cả nhà này. Họ đang sửa sang nâng cấp phòng lên này cả nhà, đẹp không? Ok đó, sạch sẽ đó. Giờ họ làm lại. Khu vực này là cảnh thằng em với lại thằng ấy là ngày xưa ở đây hết rồi cả nhà. Không biết là bà ở đâu, phòng nào đây nè. Bên khoa chấn thương chỉnh hình này giờ nó cũng ít bệnh nhân lại. Nằm phòng nào rồi trời. Thấy ít cái ca xương khớp lại cũng thấy vui vui đó cả nhà. Này nằm ở dưới cái dãy khác chứ không dãy kia đang sửa lại. Quá im lặng, quá im ổn. Chà, tha hồ giường mà nằm ha. Tối nay cô cầm ở đây 2 giường đây, ở đây có bệnh nhân. Đang có giường trống tối nằm thoải mái. Nói chung bệnh viện này rộng lắm cả nhà. Cái hành lang rồi cái chỗ ở nằm đây không giống như thế là mấy cái bệnh viện ở trên Sài Gòn. Nó đông mà nó phức tạp. Ở đây ra ngoài ngồi thoải mái hết. Ghế đá ghế đẫm tùm lum hết. Bên kia đang làm lại. Bên kia đang sửa lại. Rồi tình hình vô được đến đây rồi đã mừng chưa? Quá mừng. Đây là bệnh viện đó nha, chứ đây không phải là chỗ giỡn chơi đâu nha. Là cứu sống mình đó. Thì cả nhà nhìn thấy cái phim đó là vô bác sĩ nói nó hư hết rồi cả nhà. Là cái khớp bên này là nó hư hết rồi, còn bên này thì nó trơn đó, thì anh không đau. Và bên này thì nó bị nhăn vô với bị sứt mẻ, nói chung là nó bị nhám nhám rồi cả nhà. Trà lên là không ổn. Thì anh đau như vậy. Bác sĩ nói là sao để lâu vậy, nó nhà không có tiền. Thì bây giờ là may mắn là được sự hỗ trợ thì vô đây là nói đến chương trình là tuyệt vời. Lực tàng rất là sợ khi mà nó nặng quá là phải chuyển lên trên Sài Gòn, là đi rất là phức tạp luôn cả nhà. Nhưng mà vô đây nằm rồi thì bác sĩ sẽ xét nghiệm, sau đó sẽ đưa ra cái phương án tối ưu nhất để xử lý cho anh ở đây. Thì lúc nãy lực tàng cũng có hỏi là cái trường hợp của bên phía anh Năng với chị Yến á, là cái anh mà bị ung thư giai đoạn cuối mà bệnh viện trả về, mà nhà có ba bà già đó mà mất 2 người bị lẫn đó, với lại 2 đứa tâm thần, cái nhà nó rất là bi đát, mà lực tàng có quay trong clip trước rồi đó. Thì quý ông bà của chú anh chị cũng khá là thương xót cho cái hoàn cảnh đó, anh đang rất là trẻ nhưng mà anh cũng sắp ra đi rồi. Thì có bên phía chị cây bút chì, chị cũng nói là bây giờ thấy họ đau quá chịu không nổi, lực tàng tìm cái phương án như thế nào, mua thuốc để cho anh uống giảm đau. Thì lực tàng mới hỏi bác sĩ ở trong bệnh viện 7B đây, thì bác sĩ có nói rằng là cái trường hợp của anh Năng mà khi bệnh viện trả về là mình phải có cái hồ sơ bệnh án và phải có bệnh nhân đi xuống bệnh viện đa khoa của tỉnh Đồng Nai để xác nhận rằng là ung thư giai đoạn cuối và trong những cái ngày cuối đời chờ đợi, thì bên đó họ sẽ đưa ra một cái toa thuốc, tức là sử dụng morphine đó cả nhà. Morphine tức là thuốc gây nghiện luôn đó, là cho họ giảm đau trong cái giai đoạn cuối. Nhưng mà cái đó là phải xác nhận bên bệnh viện và người bệnh nhân.
họ chấp nhận thì họ mới đưa toa thuốc đó cho về uống nha cả nhà, chứ không phải là đơn giản mình ra mình mua, tại cái này là cái chất gây nghiện morphine mà. Nếu mà mình mua ở ngoài bán tràn lan đâu có, phải vô bác sĩ xác thực rằng là giảm đau cuối đời cho họ thì bên bệnh viện họ mới cấp ra. Thì chị cây bút chị cũng muốn nói rằng là được tàng mua đi cho anh đỡ đau giây phút cuối đời, nhưng mà chắc có lẽ rằng là khó đấy, bây giờ phải đưa anh đi, mà anh đi anh như vậy làm sao đi. Thì cái đó để coi phương án như thế nào, người ta sẽ ra tiệm thuốc Tây riêng, người ta hỏi coi có cái thuốc nào không. Chứ bệnh viện bác sĩ thì bác sĩ nói như vậy đó, là cái thuốc đó nha chị nha, nó là rất là khó để mà mua. Thì có lẽ rằng là người ta sẽ mua một cái nệm bằng điều hòa, cái chiếu điều hòa để cho anh nằm, để cho nó đỡ bị ẩm, đỡ bị lỡ lết ra đó cả nhà. Bây giờ anh bị lết đằng sau lưng này, chân nó cũng đang hoại tử dần rồi, nó lết thì đau lắm. Thì cái đó đây cái phương án đó, người ta sẽ quay bên phía anh Năng với chị Yến sau, gia đình đó sau, trong clip sau cho cả nhà nắm bắt. Và trong clip này thì mọi chuyện ngày hôm nay là tàng cũng đã giải quyết xong, từ cho bên phía chị Thạnh. Chị Thạnh là ngày hôm nay là vui nhất khi mà có chị Phương xuống bầu bạn đêm và một hai đêm tiếp theo, rồi có người ở đó cho chị ấy nói chuyện. Nói chung là trong thời gian mà rồi mấy tháng trời là không có ai đến mà trò chuyện với chị cả, vì chị thấy được như vậy là rất vui. Và chắc hẳn tối nay là một đêm ngon giấc nhất của chị ấy, khi mà trò chuyện cùng với bà Phương thì hai bà líu lo con cà cưỡng, phải nói đến là nói chuyện là tàng nói không lại hai bà luôn cả nhà, để cho hai bà nói luôn đó. Thì cô ngày hôm nay thì thấy như vậy thì cháu đã thực hiện như vậy thì cô đây là cảm giác yên tâm chưa, còn hồi hộp nữa không? Rung luôn, rung luôn, rung vui mừng, chịu luôn. Chịu rồi mà còn rung á, rung rung có gì đâu đó, rung mừng mà rung luôn. Bây giờ rung vui mừng. Cái nỗi lo tiếp theo đó là cái vấn đề mà ngày mai người ta xét nghiệm liệu chừng là anh ấy có đủ sức khỏe hay không, đó mình đang lo, cháu đang lo vậy đó. Rồi bên bệnh viện họ sẽ tiến hành như thế nào, rồi anh lên ca phẫu thuật có ổn hay không, đó là cái lo nhất sau này ha. Còn vấn đề thì cô vô cô thấy con ở trong bệnh viện đó là ai cũng biết con rồi ha. Bác sĩ người họ rất là niềm nở, và ở trong bệnh viện Bãi Bê này là làm rất có trách nhiệm ngay cả nhà, họ rất là uy tín, làm ok. Giá cả thì họ nói là làm gì mà đến 100 triệu một năm trên Sài Gòn nó vậy đó. Thì ở bệnh viện Bãi Bê này thì họ nói là phải chuẩn bị tầm 37 đến 40 triệu thì đúng luôn bằng cái số tiền mà lực tàng kêu gọi. Thì có lẽ rằng là họ sẽ thu, nhưng còn cái vấn đề ăn uống chi tiêu phát sinh ra thì cũng rất mong là có thêm cái sự hỗ trợ của quý ông bà cô chú anh chị cho bên phía anh Chuột với lại bà Dung ở đây. Ở trong bệnh viện thì cũng cần tiền để mà ăn uống chi tiêu, chứ đâu có phải là rồi còn đi mua những cái lặt vặt bên ngoài khi mà bệnh viện hỏi bảo mình mua cả nhà, cũng rất là nhiều thứ nên là cần thêm. Và con cũng đã dặn ở trong đó là khi nào mà bệnh viện thu tiền thì bác sĩ đã lấy số con rồi, và khi nào cần thì bác sĩ sẽ gọi điện cho con thì con sẽ chuyển khoản vào trong bệnh viện này. Thì khi nào mà đóng tiền đó là bà cứ yên tâm ha. Họ sẽ có khả năng họ sẽ không nói với bà luôn mà họ sẽ chỉ nói với con thôi. Thì con sẽ là người đứng ra sắp xếp cái chuyện đó, đóng bao nhiêu tạm ứng bao nhiêu vô, và khi ra hết bao nhiêu là họ sẽ thanh toán qua lại cho con. Hy vọng rằng là sẽ còn dư cái số tiền để còn cái sự trang trải phía sau. Tại vì anh Chuột ở đây nè, về không phải là xong đâu cả nhà, về là còn phải dưỡng thương một thời gian khá là dài. Và bà ở đây là phải là người chăm sóc, thì lúc đó vừa đi bán vừa chăm con này kia thì cũng rất là phức tạp. Thì đó là còn thiếu thốn và khó khăn rất là nhiều ở phía sau. Nên là cũng mong quý ông bà cô chú là tiếp tục hỗ trợ. Rồi thì bây giờ ngày hôm nay á, con đã thực hiện, và đó là những cái phần quà, những cái sự ưu ái, những sự yêu thương dang rộng vòng tay của quý mạnh thường quân. Thì bà gửi lời cảm ơn đến những cái mạnh thường quân mà con vừa nói đó, là cảm ơn họ và chúc cho họ cái gì đi. Nhìn bộ máy đây nè. Dạ, tôi cũng có lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con tôi được vô bệnh viện này mà mổ. Tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, chúc Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe. Tôi lời lẽ không có Mạnh Thường Quân ơi. Thông cảm cho tôi ha. Thông cảm cho tôi. Rồi còn anh Chuột thì gửi lời cảm ơn đến những người ơn của mình đi, những người đang cứu mạng sống của mình đó. Cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân như cái cô gì quên. Thì cây bút chì kêu chị cái bằng chị đi. Cũng cảm ơn chị bút chì giúp cho số tiền mẫu cái giò, cũng cảm ơn chị. Thì
thì bên cạnh chị cây bút chì thì có chị Linh Đào hỗ trợ về là 7 triệu, anh Quang Lê gửi về 2 triệu đó, rồi được tàng sinh tích của anh hai là 3 triệu đó, thì như vậy là tổng cộng là được 12 triệu, 12 triệu với chị cây bút chì là 1.000 đô la Mỹ, đổi ra được 25 triệu mấy trăm đó, thì là cho là tổng tròn 37 triệu ngay cả nhà, là được tàng còn 37 triệu. Và ngày hôm nay thì chi phí cô đó đóng là hết 47 tiền lúc đầu, 47 ngàn, sau đó lên chục ít quang, hết 90 là 137 ngàn, cộng với lại cái số tiền tạm ứng 2 triệu là 2.137.000 được tàn chi ra rồi ha. Thì lúc nãy là con cũng cầm tiền thì con lấy của bà là 300 ha. Cầm đi được bao nhiêu vậy? Cầm đi được, con thấy là cũng được có 500-600 gì đúng không? Ít dữ hả? Người thân gọi đến chấp ở Đồng Nai chúc mừng đó. Thì thôi để lát đã điện, đang nói chuyện, đang quay phim. Ai người thân hả bà? Con gái. À con gái, con gái là ai? Con gái dưới quê á. À là em của anh Chuột đúng không? Chị. Chị của anh Chuột. Chị thứ hai là dứt về là biết hết rồi đó ha. Biết cho hay rồi đó. Nó mừng. Đây là cái số tiền lúc nãy con lấy của bà để con đóng viện phí này, con gửi lại bà 300 này. Dạ. Tiền chi ra cái gì thì con sẽ ghi vào trong sổ ha. Ừ. Còn bây giờ ở đây á thì con trước mắt con chưa xuống được á thì con sẽ trích ra 2 triệu cho bà ha. Bà cầm ở đây 2 triệu ha. Ừ. 2 triệu là đủ ăn uống chi tiêu với ở trong người đó, là nhớ là tiền bạc ở dưới đây là cẩn thận cho con nhá. Dạ. Ừ, chứ không có là đến khi là nó rơi mất hay ai lượm mất thì là lúc đó là đang kẹt mà lại khổ nữa đó nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đây, bà đếm lại cho con có đủ 22 triệu chưa? Đếm đi, có gì dư thiếu của con không đó thì sao? 2 triệu với lại 2 triệu 137 ngàn là tổng cộng. Hả? À, lúc nhà đưa trong khu 200 nữa ha. Là 4 triệu 337 ngàn rồi. Đó, là nói rõ trên clip luôn. Mình lực tàng đã chi ra 4 triệu 337 ngàn. Đó là gửi 2 triệu tiền ăn. Như vậy là đã ổn. Còn tiền viện phí thì thiếu trong bệnh viện. Họ chắc có lẽ rằng là họ nói là qua tuần thì họ mới tiến hành họ phẫu thuật cho anh Chuột đây. Ngày mai họ xét nghiệm trả này kia nữa. Nói chung là có bảo hiểm là rất là may mắn nha cả nhà. Không có bảo hiểm trường hợp của anh Chuột đây nè, nó sẽ lên đến gần 100 triệu, có khả năng cả 100. À, vô đây là nó rất là nhiều cái vấn đề nó phát sinh ra, nhưng mà cái khớp á là cũng là thuộc dạng khớp ngon nữa nha cả nhà, khớp trung bình ngon rồi đó, để cho anh Chuột anh ok ổn đó. Là bệnh viện ở đây là họ đã thực hiện cho bên phía chú Kim, trước đó thì trên kia là chú Bố rồi em Dung, là những cái ca đó là đang đã làm rồi, nên là bây giờ những cái ca như thế này là rất là đơn giản. Thì trong thời gian sắp tới á, là lực tàng sẽ tiến hành đến những cái ca xương khớp, tại vì nó rất thuận lợi cho lực tàng là ở bệnh viện BB này họ làm ok. Thì những cái ca xương khớp nào mà đau hay là có vấn đề bị gãy hay là như thế này như kia mà cần cứu gấp thì có thể liên hệ với lực tàng. Ở đây là gấp nha cả nhà, thì mới liên hệ để lực tàng trợ giúp, và thực sự khó khăn không có thì hãy gọi, chứ có rồi thì cố gắng bươn chải ha. Đến lực tàng thì như trường hợp của anh Chuột với bà ở đây thì môi ra 1.000 cũng không có. Lực tàng đưa tiền hôm bữa là 1 triệu mấy đó, là cuối cùng là ra là nó lừa mất tiêu, nó lừa vé số trúng là mất hết. Rồi tiền của chị Kiều Nga Huệ gửi được 1.7 đó, về lừa mất 1.2 rồi. 1.4 nó là hết sạch tiền, coi như là khổ lại chồng khổ đó cả nhà. Và nó ác như vậy nhưng mà mình không chịu nó ác được, cho nên là cô hết sức cẩn thận. Thì trong giai đoạn này nhớ uống ngải cho con nha. Đây có mang theo hộp ngải của lực tàng đây nè, là cô ở đây cô cứ tranh thủ uống cho con, bây giờ tăng lên 3 viên đi, sáng 3 viên chiều 3 viên. Không có sợ mệt cái gì hết, là mình đâu có đi bán đâu, mệt lên nằm bệnh viện ở đây là họ chỉ cần tại vì trong ngày mai ngày mốt ngày kia là họ chỉ xét nghiệm cho anh thôi, anh đi được chứ không phải là không đi được, nên là bà cũng khỏe một phần. Ở đây thì bà chỉ có cần là cái khi mà anh mổ ra là anh nằm một chỗ thì bà đi mua cái này cái kia, cơm nước rồi phục vụ cho anh thôi ha. Chứ còn cũng không phải làm gì nhiều đâu. Rồi mai mốt ví dụ như mà muốn về thì cho mình cụ Tí xuống đây thì nó hỗ trợ. Thì cả nhà mua ngải nhớ gọi điện cái số điện thoại trên màn hình nha. Lực tàng đang bán ngải trong đồng hộp nhỏ này 350 viên nè,
350 viên ngải thiện tín bảo. À, trị được rất là nhiều bệnh, nói chung là bách bệnh, bệnh gì cũng có thể hỗ trợ uống được nha cả nhà. Cứ uống vô là nó sảng khoái con người và nó nhẹ lắm. Như chị Thạch là đã đá bóng được rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy ghê gớm không? Nó sức mạnh nó rất là mạnh luôn. Cho nên là cả nhà cứ yên tâm mà mua về sử dụng. Hộp lớn 750 viên giá 850.000. Mua một hộp mất 30.000 tiền ship. Lực Tàng là nhà phân phối chính thức của công ty Thiện Tín Bảo. Khi mà quý ông bà cô chú anh chị đặt hàng vợ Lực Tàng, Lực Tàng bốc máy, quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm và Lực Tàng sẽ giao hàng, ship hàng toàn quốc cho quý ông bà cô chú anh chị nha. Rồi, thì qua đây chương trình ngày hôm nay như vậy là cũng đã ổn, và Lực Tàng cũng sẽ sắp xếp về để cho hai mẹ con anh chuột ở đây. À, trong thời gian tiếp theo có thông tin gì thì Lực Tàng sẽ tiếp tục cập nhật. Thay mặt anh chuột với lại cô Dung ở đây, cảm ơn chị cây bút chì, cảm ơn chị Linh Đào, cảm ơn chị, cảm ơn anh Hai, cảm ơn anh Quang Lê, và cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân đang theo dõi cái chặng đường mà Lực Tàng đi làm thiện nguyện vì cuộc đời là những chuyến đi. Không quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những nút like, những nút chia sẻ của quý vị khán giả khi đã đồng hành cùng với Lực Tàng. Thì đến đây chắc có lẽ Lực Tàng cũng xin tạm khép lại clip. Lời cuối, Lực Tàng xin gửi lời chào, lời chúc đến quý ông bà, cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cuộc sống ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, cả nhà nhớ mua sản phẩm Thiện Tín Bảo của Lực Tàng để về sử dụng nha cả nhà. Và bên cạnh sản phẩm Thiện Tín Bảo này là hỗ trợ được rất là nhiều bệnh cho quý ông bà, cô chú anh chị. Thì Lực Tàng đang bán cái sản phẩm là thảo dược hỗ trợ tiểu đường nha cả nhà. Thì vẫn còn là một số lượng là một ít chai nữa. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị nhanh tay gọi điện ngay cái số trên màn hình để sở hữu được một chai hỗ trợ cho tiểu đường rất tốt này nha cả nhà. Nó rất là hiếm và nó rất là ít. Đây là vị thuốc gia truyền mà Lực Tàng sưu tầm được, chứ không phải làm cái mặt hàng Lực Tàng bán chính trên kênh. Còn bán chính trên kênh thì có Thiện Tín Bảo 750 viên với số tiền là 850.000 nè, và hộp nhỏ là 350 viên với số tiền là 450.000. Thì cả nhà mua hai hộp thì được miễn tiền ship. Mua một hộp mất 30.000 tiền ship. Lực Tàng sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc cho cả nhà nha. Hãy gọi điện cái số trên màn hình đi. Lực Tàng sẽ cung cấp hàng đến tận tay cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Đừng lo hàng giả, đừng lo hàng kém chất lượng, tại vì ở đây Lực Tàng đã bán cho rất là nhiều quý ông bà, cô chú, anh chị và đã có tác dụng rất là tuyệt vời rồi nha quý ông bà, cô chú, anh chị. Cứ yên tâm mua những mặt hàng sản phẩm của Lực Tàng về để mà sử dụng. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể khui hàng ra kiểm tra hàng và có thương hiệu, có tên của Lực Tàng, có logo của Lực Tàng cùng như số điện thoại ở trên cái hộp cũng như là ở trên cái chai này nha cả nhà. Cứ yên tâm nha. Thì mong quý ông bà cô chú anh chị hỗ trợ mua những cái sản phẩm này về sử dụng, trước tiên là để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể của mình, thứ hai nữa là hỗ trợ chung tay góp sức cùng với Lực Tàng để có kinh phí đi đến với những mảnh đời khó khăn bất hạnh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.